Đây, đang là tôi có mặt trên sân vận động của bóng đá Trung Nguyên Phượng nha. Đây, rất đẹp nha. Mặt cỏ rất đẹp. Còn khúc này thôi, cho ngày mai là xong hết là đẹp. Chuyên gia Nhật Bản đang đang ok đâu hả? Đang ok đâu hả? Chơi cái tầm 2 tiếng đồng hồ là trời khẳng đai rất đẹp. Xong kìa này. Nay tối nay không mưa nào làm cho nó mưa là tiêu hả? Mưa rồi mới mưa được. Mưa được. Đi thẳng đây ha. Mặt cầu này là như ngang với sân Mỹ Đình nữa. Đẹp hơn sân Mỹ Đình nữa. Ngày mai cả nhà ghé xem nha. Mai cũng phường đạn luôn nha. Giờ Bình Phước mình lên tầm cao mới rồi. Hàng đai cũng đẹp. Trường tư Bình Phước chưa xong. Tiêu bây giờ là xong. Sân có gạch, sân có hai mấy gạch luôn. Phân biệt không? Phải dù sơ cùng cà phê ta.